hôm qua, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh đã ban hành công văn số 3802 về việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 đối với người di chuyển nội tỉnh từ địa bàn áp dụng chỉ thị số 16 sang địa bàn áp dụng chỉ thị số 15 và ngược lại. Công văn này thay thế cho công văn số 3791 ngày 7 tháng 9 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Theo đó, để đảm bảo vừa thực hiện tốt công tác phòng chống dịch vừa không làm đứt gãy các hoạt động kinh tế xã hội tại các địa phương, nhất là trong bối cảnh hiện nay, đa số các đơn vị cấp xã trong tỉnh được đánh giá ở trạng thái bình thường mới, toàn tỉnh không có đơn vị cấp xã nào bị đánh giá ở trạng thái nguy cơ rất cao. Chủ tịch Ủy dân tỉnh chỉ đạo cho phép áp dụng cơ chế mới thay cho quy định trước đây. Đối với người di chuyển nội tỉnh giữa địa bàn áp dụng chỉ thị số 16 và địa bàn áp dụng chỉ thị số 15, Chủ tịch Ủy dân tỉnh thống nhất không áp dụng các hình thức cách ly y tế. Thay vào đó, tất cả mọi đối tượng thuộc diện này phải tự theo dõi sức khỏe, nếu có biểu hiện bất thường phải báo cáo ngay với cơ quan y tế gần nhất. Khuyến khích việc ghi chép theo dõi lịch trình di chuyển tiếp xúc để thuận lợi cho việc truy vết khi có tình huống xảy ra, đồng thời phải thực hiện nghiêm túc nguyên tắc 5K, nếu phát hiện các trường hợp vi phạm thì phải bị cưỡng chế cách ly kịp thời và tiếp tục xử lý theo quy định. Thời gian áp dụng kể từ ngày 8 tháng 9 năm 2021 đến khi có thông báo mới.